Xin chào, lại là bác sĩ Mạnh Linh đây. Hôm nay bác sĩ có một câu hỏi mà rất là nhiều bạn gặp phải. Bác sĩ ơi, sau một quãng thời gian ở nhà giãn cách, em stress với công việc, với gia đình đó, thì nám của em lúc mà em bị stress thì nó đậm lên, mà có lúc mà em không có bị áp lực đó, thì nó lại giảm xuống. Liệu đối với cái tình trạng này em nên làm gì bác sĩ? Thì trước tiên đó, bác sĩ sẽ nhận định rằng là nám có rất là nhiều nguyên nhân, và stress cũng là một trong những cái nguyên nhân gây ra nám, bởi vì nó làm rối loạn những cái hoạt động nội môi của cơ thể và làm cái sự sản sinh sắc tố nó không có theo một cái trật tự cũ nữa. Và để mà giải quyết cái tình trạng này đó, thì trước tiên mình cần phải tìm cái cốt lõi của vấn đề, là bạn sẽ phải học được cách để kiểm soát, sắp xếp lại công việc của bạn làm sao để mình ít áp lực đi. Hoặc bạn cũng có thể học nhiều cái cách mà giúp cơ thể của mình thư giãn hơn bằng yoga, bằng thiền. Và ngoài ra đó, để giải quyết những cái rối loạn sắc tố đã hình thành trước đây rồi, thì bạn sẽ tới gặp bác sĩ Mạnh Linh để được bác sĩ chẩn đoán chính xác là cái nám của bạn do cái stress đó nó là nám nông hay nám sâu, và bạn cần phải sử dụng phương pháp laser gì, bao nhiêu ngày, và một cái liệu trình kéo dài trong bao nhiêu lâu, trong quãng thời gian đó bạn có cần phải sử dụng thuốc gì không, và tâm trạng của nó gì, giúp làm như thế nào. Và những cái lời khuyên đó mình hy vọng rằng sẽ giúp được bạn, giúp bạn có một cái cuộc sống tốt hơn và không có bị nám sau một lần bạn stress nữa. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của bác sĩ Mạnh Linh.